Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn sử dụng cái môn game nâng cao, sử dụng Unity. Thì ở cái bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái video số 1 trong cái môn lập trình game nâng cao. Ok, vậy thì đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ phải, thực ra là cái bộ tài nguyên thì mình đã cung cấp sẵn rồi. Bộ tài nguyên đây, các bạn có thể vào search là github này, .com này, hưng nttg không chứ nhỉ. Ví dụ này, đây các bạn vào đây. Sau đó bạn tìm cho mình đúng cái môn là tên là, ui, game nâng cao. Đây này, game nâng cao này. Thế này đúng không? Game nâng cao. Đấy, các bạn vào đúng chỗ này. Bạn download lại cho mình cái bộ tài nguyên này nhé. Đấy, bộ này đúng chưa? Game nâng cao này. Đó. Bạn download lại cho mình cái bộ tài nguyên này đúng chưa? Hưng NTDG game nâng cao này. Download bộ tài nguyên này về. Cái bộ tài nguyên này thì nó có rất nhiều thứ đúng nhỉ? Về cơ bản là có phần animation này, các cái phần tài nguyên hình ảnh âm thanh như là môn game cơ bản thôi. Thế nhưng mà ở cái môn game nâng cao này thì mình muốn giới thiệu với các bạn về cách thiết kế một chút, thiết kế tài nguyên. Vậy để thiết kế ta thiết kế như thế nào? Thì các bạn có thể làm như thế này. Đầu tiên các bạn mở cái Unity game ra đúng nhỉ? Đây, bạn tạo lại cho mình một cái, để mình tắt bớt thì nó nhiều quá. Đồn xếp. Ok, bây giờ bạn tạo lại cho mình một cái project mới này, new project này, chưa? Thế thì cái project này thì bạn cứ đặt tên như bình thường là game nâng cao chẳng hạn, đúng không? Rồi. Chờ chút, nó có vẻ như nó hơi lâu. Rồi, các bạn chọn cho mình là 2D các bạn nhé. Bạn ghi là game này nâng cao nhé, ví dụ thế. Rồi ok, bạn chọn create new project này. Ở cái version này thì mình đang dùng bản UT 5.6 các bạn nhé. UT 5.6. Đây, chúng ta có thể xem cái version đây. About Unity này. Các bạn có thể dùng cái version nào cũng được. Rồi, thế bây giờ chúng ta để thiết kế tài nguyên thì chúng ta cứ làm lần lượt như những cái như lần trước mình hướng dẫn các bạn đúng không? Tức là chúng ta sẽ tạo một cái vùng animation trước. Được chưa nhỉ? Ok, bạn tạo cho mình một cái vùng animation ở đây. New folder này, đúng không? Animation, ok. À, nó đang tiếng Việt nó không nhận. Rename này. Ok.
Đó, thì cái vùng animation ở đây. Thì đương nhiên là các bạn phải download cái phần tài nguyên về, đúng không? Các bạn download cái phần tài nguyên về, ví dụ như bạn download cái này về này. Cái phần tài nguyên này thì nó có đầy đủ mọi thứ. Đây, các bạn có thể download về. Nhưng mà các bạn nếu mà các bạn mong muốn là biết thiết kế tài nguyên thì các bạn đừng dùng, bạn chỉ dùng cái phần hình ảnh thôi, đúng không? Đây. Cái phần hình ảnh nó bao gồm có phần data này, phần phông này. Đúng nhỉ? Đấy. Thế thì bạn lấy cái phần data này copy hai cái phần này vào, đúng chưa? Bạn paste rồi đây. Hình như nó không cho paste kiểu đấy. Chỉ kéo thôi. Đấy, ok. Rồi, đã xong. Như vậy cái phần animation này chúng ta sẽ tạo những cái gì? Tạo những cái gì? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tạo này, đúng chưa? Thứ nhất là chúng ta có những cái box. Tạo những cái box đầu tiên. Đấy, cái box thì để làm cái gì? Để thứ nhất là tạo cái hiệu ứng. Hiệu ứng mà khi mà va chạm với lại Mario thì cái box nó sẽ biến mất, đúng không? Thế thì bây giờ ta phải tạo, ví dụ ta sẽ tạo một cái box đầu tiên, đúng không? Thì ta tạo bình thường thôi, ta sẽ tạo một cái box. Thế bây giờ ta phải mở cửa sổ là animation ra, đúng không? Animation. Đấy. Đấy, ta tạo một cửa sổ animation, ta mở cửa sổ animation ra này. Ok. Đúng không? Rồi cửa sổ animation có rồi thì chúng ta cách ở đây ta tạo một cái là box thôi, đúng không? Nhưng mà để làm được việc đó thì bạn cứ phải tạo new một cái project đây. Đây là thiết kế tài nguyên mà, đúng không? Thiết kế tài nguyên. Đấy, và ta ghi đây là box chẳng hạn như thế. Ok, cái box này thì bây giờ chúng ta mới bây giờ ta tiến hành ra tạo này. Ok. Thì nhà tạo như sau, animation cho nó như sau. Bây giờ ta chọn create new này. Animation script này. Đúng không? Thế bây giờ bạn ghi trong này thôi, bạn ghi là box. Ví dụ thế. Rồi. Lưu cái phần này lại. Cái box này thì ta làm cái gì? Như vậy ta đã có một cái animation có cái tên là box rồi, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ add một cái thuộc tính đầu tiên là sprite, đúng không? Đó. Ví dụ như add property này. Không cần. Không dùng cái thuộc tính này. Bóc cái rồi, đúng không? Position này, rotation này. Chúng ta tạo một cái box này, chúng ta add một cái sprite vào đây. Sprite vào. Để chúng ta thêm cái rồi, ok. Ta sẽ thêm như sau. Đây nó không xuất hiện cái sprite. Đây nó phải xuất hiện sprite mới được. Đây nó không xuất hiện. Ok, nếu không thì chúng ta tạo cái sprite đây. Ha. Đấy. Ok, đấy. Thì cái sprite này chúng ta sẽ add là cái box ở đây, đúng không? Box này. Đấy. Thì rõ ràng là ta đã có một, nếu bạn để ý trên cái phần này là ta có cái box này, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ chia cái phần animation này, chúng ta cũng làm như thế, đúng không? Vậy cái chỗ này này thì chúng ta sẽ phải lựa chọn là cái, ví dụ bạn thêm một cái thuộc tính vào đây. Đây là add keyframe à. Đây, sprite renderer đây, đúng chưa? Chúng ta add một cái sprite vào đây. Rồi ok. Như vậy ta có một cái box là sprite nhé. Box sprite. Thế thôi. Thì cái box này thì là nó đơn giản, nó chỉ là một cái một cái viên gạch để cho mà khi Mario vào nó sẽ mất đi, đúng không? Thế. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta mới lại thực hiện tiếp cái việc là cái này thì đơn giản thôi, nó chỉ có một một cái trạng thái như này, đúng không? Bạn bấm Ctrl S cho mình. Xong.
À, ở đây mình đã lưu rồi đúng không? Animation đấy rồi đúng không? Đây bắt rồi. Ok rồi. Kệ nó thôi, cứ lưu vào đây thôi. Rồi, thế bây giờ nếu bạn bạn tắt cái này đi. Tắt cái này đi. Cái bóc này là như vậy, như này đúng không? Bóc này như này thì trong khi đó nó sẽ có phần gì? Phần phần animator cho nó. Bao giờ đi kèm với animation sẽ có phần animator. Thì cái animator này thì ta sẽ làm như thế nào các bạn? Chúng ta thiết kế các trạng thái làm sao để cho nó có thể ẩn cái bóc đi đúng không nhỉ? Nó ẩn cái bóc đi. Đấy. Như vậy ta sẽ có một trạng thái là bóc và một trạng thái là hai gì? Hai bóc đúng không? Đấy. Thế chúng ta sẽ thực hiện cái trạng thái đó đúng không? Bây giờ bạn thêm một cái trạng thái là hai bóc vào như là nó trạng thái biến mất, ví dụ thế. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện một cái trạng thái mới là trạng thái hai bóc. Ở đây bạn mới thấy có một trạng thái là gì? Bóc thôi đúng không? Bây giờ bạn phải thiết kế một cái trạng thái là hai bóc ở đây. Như vậy trạng thái hai bóc người ta mới ở cái bóc này này. Đấy. Thì chúng ta mới quay trở về đây, ta thiết kế một cái trạng thái mới là hai bóc đúng chưa? Ví dụ như ta có này, hai. Đúng không? Hai bóc. Đấy, cái trạng thái hai bóc ấy thì nó sẽ làm cho cái hai bóc này ta không làm gì cả đúng không nhỉ? Tức là chuyển từ trạng thái bóc sang trạng thái hai bóc thì là sẽ mất mất cái bóc ấy đi đúng không nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ quay trở về phần animator, sẽ có hai bóc ở đây và ta chuyển trạng thái, xây dựng sơ đồ chuyển trạng thái cho nó thì ở đây sẽ là gì? Bóc sang gì? Hai bóc các bạn nhé. Bóc này mất trang chỉ sử là chuyển sang hai bóc, nhưng hai bóc thì không thể chuyển trở về bóc được đúng nhá. Bạn bấm Ctrl S cho mình. Thì đây là cái sơ đồ đầu tiên là chúng ta thiết kế một cái bóc, cái hình ảnh của bóc như thế này đúng không, và cho ta chúng ta sẽ có cái trạng thái chuyển đổi từ bóc sang hai bóc, tức là từ cái này nó, khi mà va chạm với Mario thì sẽ chuyển sang hai bóc, tức là trạng thái không có gì đúng không ạ. Ok, sau khi xong thì bạn lại xóa cái này đi cho mình. Rồi đã copy với pháp đây rồi, xóa đi thôi để cho nó đỡ lằng nhằng đúng không. Xong rồi bấm Ctrl S cho mình. Như vậy là ta xong cái đầu tiên. Chúng ta sẽ tiếp theo cái phần thứ hai là phần ví dụ phần coin chẳng hạn, thì tương tự bạn cũng sẽ coin và gì hai coin đúng không. Đấy. Coin thì người ta cũng lại quay trở về animation và đấy, và hai coin như nhỉ. Như vậy bạn thêm cho mình một cái trạng thái là coin vào đây. Bây giờ bạn mới tạo một đối tượng mới tên là coin đúng không, Ctrl Shift N này ghi là coin. Rồi trong cái coin này bạn add cho mình cái spy renderer vào chưa, bạn có add cho mình một cái coin vào đây, ví dụ như là gọi chữ coin đấy, ví dụ này đúng không, tức là hình ảnh của coin nó sẽ như thế này đây, như này các bạn nhé, đây là nó đang quay như này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái phần animation này, chúng ta thiết kế cái coin đó và tạo thêm một cái clip mới cho nó, cái này bạn đặt tên cho nó là coin nhé, coin. Thì cái coin này bạn sẽ add cho mình cái spy renderer vào nhé, đây bạn chọn cuối cùng là spy này đúng không. Bây giờ bạn sẽ thay đổi cái trạng thái cho nó, ví dụ ở trạng thái đầu tiên thì bạn dùng cái này, trạng thái thứ hai đúng không, bạn không phải dùng cái đấy nữa mà bạn dùng cái coin số 1 đúng chưa nhỉ, trạng thái số 3 nhỉ, hoặc là bạn kích vào đoạn đường này đấy. Nhưng mà mình thay đổi thành số 1 thành số mấy? Số 2 đúng không? Kích vào đây, đúng chưa? Ta lại ép vào đây. Bây giờ thay đổi trạng thái số 3 thành trạng thái số 4. À, số 3 đi. Rồi tương tự. Thêm một cái đây. Số 3 thì thành gì số 4 đúng không? Tương tự. Thêm cái này vào đây đúng không nhỉ? Số 4 thì thành số gì? Số 5 đúng không? Tương tự. Số 5 thì thành số gì? Số 6. Ví dụ thế. Tương tự đi. Đấy, mình hoàn toàn dùng chuột để cho bạn dễ nhìn đấy. Rồi. Rồi. Rồi, đến đây. Đúng chưa nhỉ? Đó. Rồi, ok. Ví dụ thế. Đúng không? Xong đến đây giả sử bạn muốn quay trở lại thì bạn lại lấy các cái số khác, ví dụ đây chỗ này số 9 này, ví dụ số 6 này đúng không, đấy
xong cuối cùng thêm vào đây. Đấy, xong lại quay trở về cái số số 3 đi để nó trở về số 1 đúng không? Cứ quay như vậy, cứ quay như vậy. Nếu bạn để ý một chút thì chúng ta nếu như quay quay nhìn chỗ này. Đấy. Đúng không? Đấy, hình ảnh nó như thế này. Các em hiểu chưa nhỉ? Ok. Đấy thì đấy là cái chúng ta liên quan đến coin. Và bây giờ chúng ta lại có một trạng thái là hai coin đúng không nhỉ? Bạn bấm Ctrl S cho mình. Bây giờ đến cái trạng thái nó là coin hai cái gì đó chẳng hạn đúng không? Thì chúng ta lại chọn cũng lại tương tự, ta chọn một trạng thái như thế thôi đúng không? Ví dụ đây bạn dùng cho mình cái coin hai. Ví dụ đây bạn thêm một cái mới này. Đấy, điều này đúng không? Coin này. Ok. Thì cũng bạn add cho mình một cái thuộc tính spider vào đây và thêm cho nó cái spider ở đây. Nhưng lúc này bạn sẽ thay đổi cho mình cái này đúng không? Thì ở đây ta không dùng cái đấy nữa mà ta dùng một cái nó ẩn ẩn đi đúng chưa? Ví dụ như cái này đi. Không được nhỉ. Bây giờ mình phải kiểm tra xem là cái bạn phải kiểm tra lại hết xem là cái coin đấy là nó ở cái vị trí nào đúng nhá. Đấy, xong bạn chọn cho nó cái chỗ nào nó ẩn đấy, nó ẩn. Bây giờ mình cũng không biết là cái chỗ nào. Thử kiểm tra xem nào. Ở đây đi. Không được đúng không? Xem cái nào ẩn nào. Đây, cái này, ẩn đây này. 21 này. Rồi. Hay bạn có thể xóa cái này đi cũng được. Delete key đi. À. Cái nào cũng thế, tương tự. Delete key. Chết rồi. Có hai rồi, add property này. Rồi add. Rồi, đấy, đúng không? Ví dụ như này. Thì nếu bạn có thể thích một cái thì bạn có thể thêm cái này vào đây, đúng chưa? Bạn thêm coin số 22 đi trong cho nó mờ mờ tí nó. Đây, cái nào cũng được. Đấy, thì đây là trạng thái ẩn đúng chưa? Bạn cấm Ctrl S cho mình. Thế bây giờ vấn đề sơ đồ chuyển trạng thái thì chúng ta lại chuyển cái trạng thái như sau đúng không? Như vậy coin sẽ chuyển sang gì? Coin 2. Hai coin như thế. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái sơ đồ chuyển trạng thái này. Tức là animator đúng không? Đấy thì bạn phải click vào đây, make transition. Rồi ok, xong bấm Ctrl S cho mình. Thì đấy là những cái sơ đồ gì chuyển trạng thái đúng không? Tiếp theo có rất nhiều cái khác nữa đúng không? Bạn có thể xem ví dụ như là các trạng thái về các trạng thái khác đúng không? Ngoài cái trạng thái đấy ra thì còn có rất nhiều những trạng thái khác. Nhưng mà các bạn cứ 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 thiết kế đúng không nhỉ? Thiết kế. Và quan trọng nhất là cái trạng thái ví dụ như là liên quan đến đến play nhỉ. Trạng thái liên quan đến play ấy, thì là cái trạng thái quan trọng nhất. Cái sơ đồ chuyển trạng thái này thì thực ra là ở cái môn game cơ bản thì mình hướng dẫn các bạn rất nhiều rồi. Tuy nhiên đến môn game nâng cao thì mình đưa thành tài nguyên. Và bây giờ mình muốn là các bạn cho dù là thành tài nguyên thì các bạn cũng phải vẫn phải biết cách gì, cách thiết kế đúng không? Ví dụ bây giờ mình sẽ đưa vào cái dạng như là ví dụ như là play như này. Mình đưa một cái trạng thái là trạng thái play chẳng hạn. Thế trạng thái play thì nó sẽ có rất là nhiều những cái hình ảnh đúng không? Rất nhiều cái hình ảnh. Và play die thì là nó sẽ gì? Sẽ chết đi thôi đúng không? Vậy thì chúng ta cũng tương tự ta làm một cái trạng thái là play nhỉ. Như vậy các bạn xóa đi cái này cho mình này, xong các bạn xóa đi. Rồi, bạn lại Ctrl Shift nữa cho mình. Bạn ghi cho mình là play đúng không? Đấy. Cái play thì bây giờ bạn tương tự bạn add cho mình một component là như này, cho bạn add là cái play vào đây đúng không? Thế thôi đúng không? Đấy cái thằng này play không đi. Đấy thì hình ảnh của nó như thế này. Ví dụ đây đúng không? Đây là cái nhân vật của chúng ta. Rồi. Thế bây giờ chúng ta lại tiếp tục ta thiết kế một cái animation. Animation chúng ta cũng ghi là play chẳng hạn. Đúng không? Đó thì cái play này bạn sẽ phải thiết kế một cái thuộc tính đầu tiên rất là quan trọng đấy là thuộc tính sprite đúng không? Rồi và bạn sẽ thay đổi những cái trạng thái tiếp theo của nó đúng không? Bạn ép vào đây thì chỗ này là một này đúng không? Bạn ép vào đây
thì chỗ này nó là 2 này. Bạn S vào đây. Chỗ này là 3. S vào đây. Thì chỗ này nó là 4. Rồi, kích đúp vào đây. Đây là 5. Kích đúp vào đây. Thì chỗ này nó là 6. Kích đúp vào đây. Chỗ này là 7. Ví dụ thế, đúng không? Rồi, kích đúp vào đây. Chỗ này nó là 8. Ví dụ thế đúng không? Bạn có thể, nếu cái này thừa đi, bạn có thể xóa cái này đi, đúng chưa? Nếu bạn chạy thử Ctrl S này, bạn chạy thử này, thì bạn có thể xem cái phần nó như thế này đúng không? Ví dụ này, bỏ cái khác đi, trông nó hơi hơi củ chuối đúng không? Đây, đây, đây. Đấy, như thế này. Nhân vật thì mình lấy hơi khác với trong cái tài nguyên một chút để cho trông nó buồn cười. Ok, như vậy là nó đã xong phần play rồi đúng không? Thế bây giờ cái phần play die thì tương tự thôi đúng không? Bạn thêm thêm một cái trạng thái ở đây. Ví dụ play die này. Đó, play die. Thì cái play die này thì bạn cũng add cho mình một cái thuộc tính spy render vào đây. Rồi. Nhưng mà lúc này mình bạn không không để cái thuộc tính này mà bạn sửa cái này thành một cái gì coi hai mấy vừa rồi vừa xem đấy, đây cái này này coi 21 22 gì đấy. Được đúng không? Ví dụ chết đi như vậy. Đấy. Nó là coi 21 đấy, ví dụ thế. Từ đầu đến cuối này. Đấy. Cái này xóa đi. Cái này xóa đi. Rồi, ok. Như vậy đây là cái trạng thái liên quan đến phần phần chết này. Đúng không? Ngoài ra thì có những trạng thái khác, đúng nhỉ? Ví dụ như là idle play chẳng hạn đúng không? Jump này nhé. Idle play, jump, vân vân, ví dụ thế. Thì bạn cũng định nghĩa các cái trạng thái tương tự. Đúng không? Ví dụ như trạng thái idle play thì sao? Trạng thái jump thì sao? Trạng thái jump này thì nó phải nhảy cao hơn một chút đúng không? Đấy. Thế bây giờ bạn sẽ định nghĩa cho mình một cái trạng thái nữa là trạng thái jump chẳng hạn. Đây, ví dụ như create new này, trạng thái jump này. Đúng không? Ví dụ thế. Rồi, bạn cũng add cho mình một cái này vào đúng không? Rồi ok. Jump ấy thì bạn có thể để nó cái chiều cao nó cao hơn một chút. Ví dụ thế. Rồi thì các trạng thái như là idle play, tức là trạng thái đứng yên đấy, đúng không? Trạng thái đứng yên, có rất là nhiều những cái trạng thái đúng không? Thế thì chúng ta có thể định nghĩa một cái trạng thái khác nữa, idle play chẳng hạn, ví dụ như thế này, tức là trạng thái đứng yên, đúng không? Trạng thái đứng yên, thì bạn có thể thêm một cái trạng thái nữa vào đây, ví dụ như là play đúng không? Trạng thái đứng yên như thế, bạn cũng thêm lại cho mình một cái như vậy vào, không ảnh hưởng gì cả. Rồi, nhưng mà cái chỗ này nếu mà đứng yên thì không phải trạng thái này, và thay đổi lại cho mình nó là play không đi, ví dụ như là ok đấy, trạng thái đứng yên này đúng không? Play không này. Rồi, ok. Cái này là tương tự đúng không? Play không đứng yên mà. Đó. Rồi, cái này xóa đi. Rồi, ok. Đấy là trạng thái gì? Trạng thái đứng yên đúng không? Bạn nói qua chỗ S cho mình. Như vậy chúng ta sẽ có một cái sơ đồ chuyển trạng thái ở bên này, rất nhiều thứ. Đúng nhỉ? Thì bao gồm có trạng thái play này, ok. Trạng thái thứ hai là trạng thái idle play. Có trạng thái 3 là trạng thái jump và trạng thái cuối cùng là trạng thái chết. Đúng không? Đấy. Thế thì chúng ta sẽ phải thực hiện cái việc là
chuyển các trạng thái đúng không? Chuyển trạng thái. Đây. Thế bây giờ trạng thái bạn có thể sẽ để một cái trạng thái, ví dụ trạng thái này trạng thái mặc định đi. Trạng mặc định nó đứng yên đúng không? Ví dụ ta set default. Trạng thái mặc định. Thế thì bây giờ ta sẽ có này, enter trong idle play này, idle play có thể chuyển sang play được không? Chuyển được đúng không? Play chuyển sang được không? Chuyển được đúng không? Đó. Tiếp theo này, từ jump có thể chuyển sang idle play được không? Chuyển được đúng không? Từ thằng này có thể chuyển sang được được đúng không? Ok, còn chuyển sang chết thì tất cả các trạng thái có thể chuyển sang trạng thái chết. Nhưng trạng thái chết thì không thể chuyển sang trạng thái ngược lại. Đó. Đấy, thì đây là một cái sơ đồ mà chuyển trạng thái, đúng không? Đúng không? Thế bây giờ các bạn là tương tự thì bạn có thể giải nén cái thư mục này ra. Bạn kiểm tra lại xem là trong cái phần animation có bao nhiêu trạng thái, bạn thiết kế nốt cho mình nhá, thiết kế nốt cho mình. Đấy là trong trường hợp nếu bạn có mong muốn, đây là về cái mặt cơ chế thiết kế thành nguyên thì mình hướng dẫn các bạn cách thiết kế như thế, đúng nhỉ? Còn về phần phần khác thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Bài này có thể gọi là bài không nhá, bài không thì chưa có gì cả. Tương tự như thế thì cái phần prefab thì có cái gì, nó sẽ có cái particle system. Thì làm nào để tạo particle system, bạn tạo mình một cái thư mục mới, thư mục đây là prefab này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái particle system ở đây, game object này nha, particle system này. Ok, đấy thì nó vào đây đúng không? Thì bạn để ý này, cái particle system như thế này nha. Đấy, bạn thích màu vàng hay thích màu gì thì ví dụ bạn có thể chọn một cái màu đại loại thế nha. Ví dụ va chạm nó như này. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không sử dụng cái này trong trường hợp này, mà chúng ta sẽ kéo vào đây trở thành gì? Particle system là như vậy đúng không? Thì chúng ta sẽ lựa chọn cách mà chúng ta, ví dụ như là ta chọn là thời gian nào nhỉ, play khi nào thì chúng ta có thể lựa chọn đúng như nhỉ. Đấy thì bình thường ấy thì chúng ta sẽ không gọi nó lên, mà khi nào gọi nó lên thì là nó mới xuất hiện cái hiệu ứng này đúng không? Vậy chúng ta sẽ đưa vào prefab để ta gọi lên sau này. Đó. Đấy chưa nhỉ? Sau đó cái này cũng lại xóa đi. Chưa nhỉ? Rồi cái này xóa hết đi. Thế thôi. Ok, như vậy là về mặt tài nguyên là ta đã thiết kế cái xong đúng chưa? Hai cái thư mục này thì đương nhiên các bạn phải dùng rồi, bởi vì nó là thiết kế hình ảnh. Nên là hội Photoshop nó làm. Các cái phông chữ thì cho nó phù hợp, nó đẹp thôi. Còn animation thì chúng ta thực ra là ở cái môn trước mình đã hướng dẫn các bạn cách thiết kế rồi. Còn đối với môn này thì mình cũng hướng dẫn lại, còn prefab mình cũng hướng dẫn đúng nhỉ? Thì về các bạn là làm như thế là bạn đã có một cái phần tài nguyên như là các bạn vừa mới download về từ cái này đúng không? Đây, bạn download cái tài nguyên này về này, chưa nhỉ? Đấy. Nhưng cái này thiết kế như thế nào thì vừa rồi mình đã vừa hướng dẫn bạn cách thiết kế rồi đúng chưa? Còn bạn nếu mà bạn mà cảm thấy mà không 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 làm được hết thì bạn có thể sử dụng bộ tài nguyên này, còn nếu làm được hết thì bạn có thể thể là thiết kế như mình vừa hướng dẫn nhé. Thế thôi, như vậy là xong, như vậy chúng ta đã xong được cái bộ tài nguyên rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mời các bạn đón xem tiếp các video tiếp theo. Thì đây là video số 0 các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.